Mùa hè luôn là quãng thời gian các bé mong đợi nhất trong năm. Hè về là lúc bé được khám phá thế giới thiên nhiên, những trải nghiệm thực tế và cảm nhận cuộc sống bằng mọi giác quan. Hòa chung trong không khí hân hoan, háo hức đón chào những ngày hè đầy nắng của tất cả các bé. Hôm nay, trường mầm non Song Ngữ New Sun vui mừng tổ chức Ngày Hội Mặt Trời. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục vô cùng sôi động với sự góp mặt của các bạn nhỏ đến từ trường mầm non New Sun cơ sở Hoài Đức. Chúng ta hãy cùng được một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chương trình và chào đón các bạn nhỏ của mầm non New Sun. Xin mời. Thank you.
Vừa rồi là chúng ta đã được thưởng thức một tiết mục vô cùng sôi động aerobic trời nắng trời mưa. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ các bạn đến từ hệ thống trường mầm non New Sun cơ sở Hoài Đức. Và các thiên thần của chúng ta sẽ gửi tặng tới quý vị một trong những tiểu phẩm rất là hay trong những trang phục của mình. Đó chính là tiết mục Ten Little Indians. Và xin mời các bạn nhỏ, các thiên thần chúng ta sẽ cùng ra sân khấu và gặp gỡ các bậc phụ huynh, quý vị đại biểu. Chúng ta có thể thấy các bạn nhỏ của chúng ta vô cùng tự tin và đầy hào hứng khi mà các bạn của chúng ta bước ra sân khấu. Còn ngay bây giờ sẽ là tiết mục số 3, tiết mục với những chú bướm sẽ bay trên sân khấu thể hiện sự tuyệt vời của mình. Chúng ta cùng đến với tiết mục múa Butterflies. Such a golden day.
nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các con. Chúng ta đã cùng tham dự chương trình Ngày Hội Mặt Trời. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được tổ chức bởi trường mầm non Song Ngữ New Sun. Và quý vị thân mến, chúng ta đang ở trong những giai đoạn của mùa hè. Và nó đến mùa hè, đây chính là một quãng thời gian được các bé vô cùng mong đợi. Trong mùa hè này thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ được khám phá thế giới thiên nhiên, được trải nghiệm thực tế và cảm nhận cuộc sống bằng mọi giác quan. Và hòa chung trong không khí hân hoan của ngày hội hôm nay thì chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu các vị khách quý. Về phía nhà trường, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ Giáo dục New Sun. Và thưa quý vị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thành là người có rất nhiều kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên và quản lý trường ngoài công lập. Tiếp theo chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Hà Linh Chi. Thạc sĩ Hà Linh Chi, giám đốc trường mầm non New Sun, được đào tạo làm việc với đối tác nước ngoài. Sự trân trọng giới thiệu về phía khách mời, một nhân vật rất đặc biệt và rất nổi tiếng trên truyền hình, xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Xin được trân trọng giới thiệu họa sĩ Hoàng Thái Ly. Họa sĩ Hoàng Thái Ly đang công tác giảng dạy tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu về khách mời, đó chính là hiệu trưởng nhà giáo Lương Thị Ngọc Bích. Đây chính là nhà giáo mà có trên 30 năm kinh nghiệm quản lý các trường mầm non. Ngôi trường của chúng tôi vừa mới được hoàn thiện vào tháng 6 năm 2016. Và để hiểu rõ hơn về ngôi trường của chúng tôi thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng mời lên sân khấu Giám đốc Hà Linh Chi sẽ lên phát biểu và giới thiệu về trường mầm non New Sun. Xin trân trọng kính mời cô. Tới các vị khách quý, các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bậc phụ huynh và các cháu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bằng tất cả tấm lòng của mình, gia đình New Sun xin gửi tới các quý vị lời tri ân sâu sắc nhất vì sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay trong ngày hội mặt trời, ngày tôn vinh nghệ thuật sáng tạo và cũng là ngày ra mắt trường mầm non Song Ngữ New Sun. Kính thưa các quý vị, trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Mọi điều tốt đẹp dành cho trẻ em đều không bao giờ là lãng phí. Chính vì vậy, mọi trẻ em đều cần có cơ hội nhận được nền tảng giáo dục tốt nhất để đặt nền móng cho những thành công sau này. Hòa trong làn sóng giáo dục hội nhập quốc tế, trường mầm non Song Ngữ New Sun ra đời. Khởi nguồn từ tình yêu thương trẻ, cùng với tâm nguyện được đem đến cho trẻ một môi trường bình đẳng để phát huy tối đa mọi năng lực sẵn có, New Sun được xây dựng theo tư tưởng của nhà giáo dục học vĩ đại John Dewey. Trường học là một xã hội dân chủ thu nhỏ. Dựa trên tư tưởng này, các nhà giáo dục của New Sun đã cùng nghiên cứu ra phương pháp hệ mặt trời. Tại đây, trẻ được lấy làm trung tâm, tất cả các nhân tố khác đều tôn trọng trẻ. Mọi nội dung chương trình đều xây dựng xoay quanh nhu cầu và khả năng của trẻ. Kính thưa các quý vị, New Sun đem đến cho trẻ em môi trường giáo dục chăm sóc hoàn hảo cho những năm đầu đời. Tại New Sun, trẻ em không chỉ được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng an toàn, được hòa mình với thiên nhiên và được thỏa sức khám phá cuộc sống, được sáng tạo nghệ thuật, mà trẻ em còn được chú trọng phát triển những kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21: giao tiếp, cộng tác, sáng tạo. Cùng như vậy, trẻ em đều được trang bị kiến thức ngoại ngữ, tự tin, linh hoạt để trở thành công dân toàn cầu. Để hiện thực hóa triết lý của mình, New Sun đã và đang xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm, nhiệt huyết và đặc biệt là có tình yêu thương trẻ. New Sun hy vọng sự đồng hành của các quý phụ huynh tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để cùng xây dựng cho trẻ một hành trình phát triển tối ưu. Đến với New Sun, mỗi trẻ em đều là một mặt trời tự tin tỏa sáng. Chúng ta hãy cùng nhau đem đến cho trẻ những điều tốt đẹp nhất. New Sun xin hân hạnh chào đón tất cả các quý vị phụ huynh cùng các bé. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành vì quý vị đã không quản ngại đường xa và dành thời gian quý báu có mặt trong khoảnh khắc ngày hôm nay, khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ đối với chúng tôi, đó là ngày ra mắt
ngày ra mắt ngôi nhà Như Xăm, và cũng là ngày chào đón những vị khách đầu tiên của ngôi nhà Như Xăm này, đó chính là những công dân mặt trời. Ngày hội mặt trời, một sân chơi sáng tạo nghệ thuật đầy màu sắc dành riêng cho trẻ em, với sự chuẩn bị cầu kỳ từ bối cảnh, dụng cụ mỹ thuật và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình từ chính các giáo viên giảng dạy năng khiếu của trường mầm non song ngữ New Sun. Các bé đang tham gia hoạt động vẽ tranh, tô màu, tô tượng dưới nguồn ánh sáng thiên nhiên tỏa nắng và trên nền cỏ mềm mại, xanh mát. Tại đây, các con còn được trải nghiệm các trò chơi vận động ngoài trời như khu vườn cổ tích, trò chơi thú nhún, cầu trượt, những thứ quen thuộc nhưng chưa bao giờ vơi đi sự hào hứng, hấp dẫn với mọi trẻ em. Tìm hiểu một trong những ngôi trường mầm non thân thiện, an toàn mang tên New Sun. Các bé tham gia trải nghiệm trong từng phòng học như phòng nhà trẻ, phòng mẫu giáo, phòng Montessori hay phòng sáng tạo nghệ thuật với đầy đủ đồ dùng học tập cần thiết và đồ chơi thông minh. Cha mẹ cũng dành thời gian tại phòng đón tiếp để lắng nghe tư vấn giáo dục của Hội đồng Cố vấn New Sun về chương trình học tập phát triển toàn diện, phương pháp giáo dục hệ mặt trời, chế độ dinh dưỡng cho bé tại trường và tìm hiểu các thông tin tuyển sinh cần thiết khác. Biển Việt Nam đã chào đón các họa sĩ nhí tài năng, yêu thích hội họa, tự tin thể hiện những góc nhìn sáng tạo của mình về biển cả bao la. Tại phòng sáng tạo nghệ thuật New Sun, các bé được hướng dẫn vẽ tranh trực tiếp bởi họa sĩ Hoàng Thái Ly. Và đúng như mong đợi bấy lâu của các em nhỏ, sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Tự Long đã mang tới cho các em những giây phút vô cùng bất ngờ, thú vị. Trường New Sun và chủ đề về ông mặt trời thì đó là một trong những chủ đề mà tất cả các lứa tuổi, đến tất cả chúng ta đi qua tuổi thơ thì bao giờ cũng thấy ông mặt trời lúc nào cũng lớn, lúc nào cũng đẹp, và ông mặt trời thì luôn luôn mang lại ánh sáng, ông mặt trời luôn luôn mang lại những điều tốt đẹp đối với trẻ thơ. Và tôi nghĩ là cái tên của trường cũng như tên của cuộc thi ngày hôm nay đó là một cái làm cũng như là một cái cuộc thi rất có ý nghĩa trong ngày hôm nay. Với tư cách là một giám khảo ấy thì thực ra thì các em bé thì thứ nhất là tô tượng, thứ hai là vẽ tranh và thứ ba là ca hát. Đó là những điều mà tất cả các bé nhỏ chúng ta đều thích. Tuy nhiên trong cuộc thi ngày hôm nay thì cái điều mà chúng tôi cần đó là sự tưởng tượng của các bé. Có những bé rất là đẹp nhưng mà có những bé là có thể là chưa biết vẽ nhưng mà cái ý tưởng thì rất là khác. Có những người là vẽ những bức tranh thông thường thì chúng ta thấy mặt trời bây giờ cũng mọc lên trên đầu, nhưng mà có những cháu thì là ông mặt trời thì mọc từ dưới biển lên. Thì đó là những cái tư duy mà sau này nếu như chúng ta biết những điểm mạnh đến của các con và hướng các con vào, rất có thể sau này nó sẽ trở thành những nghệ sĩ hoặc là những họa sĩ rất là nổi tiếng. Đó là điều mà chúng ta đang cần, sự ngây thơ của các con và sự thể hiện của các con là hết sức mộc mạc và chân thành, không chịu sự tác động của ai cả. Còn đánh giá của cuộc thi này thì tôi nghĩ là có những nét vẽ rất là ngây thơ. Tuy nhiên cái điều quan trọng ở đây cuộc thi này cái mà ban tổ chức cần ấy, đó chính là lôi được các con đến cái cuộc thi này, đưa cho các con vào phòng và các con có thể là hòa mình với không khí, đó là điều quan trọng. Hôm nay các bé đã được tham gia thi trong một cái không khí rất là tưng bừng,
và cái thời gian rất là ngắn. Và các bé, thực ra là các bé còn ở lứa tuổi rất là nhỏ, mà khi mà các bé hoàn thành xong bức tranh thì mình thấy là cái chất lượng khá là cao. Với một cái thời gian ngắn như thế thì chứng tỏ là các bé có sức tập trung rất là lớn. Và hôm nay với cái chủ đề biển Việt Nam thì các con có những ý tưởng, nhiều ý tưởng rất là hay. Có những bạn thì vẽ thuyền rồi biển rồi đảo, có những bạn thì lại vẽ có cả chim hải âu rồi có cả dây điện chắc ở trên biển. Thì mình thấy là đối với một cuộc thi mà tổ chức ngắn như thế này mà các bé có những cái bức tranh như là các bạn có thể nhìn thấy đằng sau thì chất lượng thì rất là cao. Lại với sự ra đời của những tác phẩm sáng tạo nghệ thuật trong trẻo, những bức tranh mới mẻ từ đôi mắt hồn nhiên của trẻ. Đâu đó là những điều mà mỗi người lớn chúng ta đang vô tình bỏ quên trong cuộc sống vội vã này. Vâng quý vị, chương trình của chúng ta đó chính là các họa sĩ nhí. Khi các bạn tham dự chương trình Họa sĩ Mặt Trời và Sophie, chúng tôi công bố danh sách ngày hôm nay thì sẽ có một bạn học sinh đạt giải nhất học bổng. Đó chính là học bổng 100% học phí. Giải nhì là học bổng 50% và giải ba là học bổng 30% học phí của năm học 2016-2017. Và chúng tôi xin được công bố danh sách khi mà các bạn học sinh của chúng ta đã sẵn sàng và quý vị cũng sẽ lắng nghe để chúng ta cùng biết xem đó là ai. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng cho bạn họa sĩ nhí của chúng ta. Và cô giáo sẽ cùng đứng ở sân khấu để cùng lắng nghe kết quả của ban tổ chức. Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin được công bố giải ba của chương trình với học bổng 30% học phí cho năm học. Xin được chúc mừng cho bạn Mai Gia Hân. Một tràng pháo tay chúc mừng Mai Gia Hân. Xin mời bạn Mai Gia Hân sẽ tiến lên phía trước. Rồi, mời con gái sẽ lên phía trước. Thưa quý vị, sản phẩm của bạn Mai Gia Hân sẽ được họa sĩ Hoàng Thái Ly trao cho phần quà. Một cô gái vô cùng xinh xắn với một chiếc nơ chấm bi màu hồng đã mở sáng tại sân khấu ngày hôm nay với giải ba của chương trình. Đó chính là học bổng 30% học phí cho năm học 2016-2017. Vâng, xin được cảm ơn họa sĩ Hoàng Thái Ly. Vâng, xin mời họa sĩ Hoàng Thái Ly cũng sẽ đứng ở sân khấu để chúng ta sẽ cùng chụp ảnh với các con. Và bây giờ sẽ là á quân của chương trình ngày hôm nay với giải nhì học bổng 50% học phí. Chúng tôi xin được chúc mừng cho bé Phạm Xuân Bách. Xin được chúc mừng Phạm Xuân Bách đã là thí sinh đạt giải nhì cuộc thi họa sĩ Mặt Trời. Chúc mừng con, xin mời con sẽ đứng ở sân khấu. Và chúng tôi xin được mời đó chính là nghệ sĩ nhân dân Tự Long, người sẽ trao cho bạn đó chính là học bổng 50% học phí. Và xin mời các phóng viên truyền hình báo đài cũng nhanh chóng ghi lại những hình ảnh rất đẹp trong ngày hôm nay với phần quà của chúng tôi dành tặng cho giải ba, giải nhì và tiếp theo sẽ là giải nhất mà chúng tôi chuẩn bị công bố ngày hôm nay. Xin được chúc mừng cho Phạm Xuân Bách với giải nhì của mình. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị.
Vâng, xin được mời nghệ sĩ nhân dân Tuyệt Long cũng sẽ đứng tại sân khấu để chúng ta cùng đón nghe. Và thưa quý vị, đạt giải nhất trong ngày hôm nay đã thuộc về một bạn thí sinh nữ. Bạn thí sinh mang họ Nguyễn. Và đó là ai thưa quý vị? Là ai ạ? Vâng, chúng tôi xin được công bố ngay sau đây giải nhất quán quân cuộc thi Họa sĩ Mặt Trời thuộc về Nguyễn Phương Linh. Chúc mừng bạn Nguyễn Phương Linh đã đạt giải quán quân của chương trình cuộc thi Họa sĩ Mặt Trời. Và ngay bây giờ chúng tôi được trân trọng mời lên sân khấu tiến sĩ Nguyễn Thị Thành sẽ là người sẽ trao phần quà của quán quân trong cuộc thi Họa sĩ Mặt Trời ngày hôm nay. Và thưa quý vị, với giải thưởng giải nhất của cuộc thi sẽ là học bổng 100% học phí cho năm học 2016-2017, thì bạn sẽ vô tư đi học mà không phải đóng tiền. Rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc. Và chúng tôi cũng xin được một tràng pháo tay của quý vị để chúc mừng cho ba thí sinh đã đạt giải cao trong cuộc thi ngày hôm nay. Và xin được mời tiến sĩ Nguyễn Thị Thành cũng sẽ đứng cùng với các con và chụp ảnh cùng với ban tổ chức. Và xin mời các phóng viên truyền hình thông tấn xã hội cũng sẽ chụp những hình ảnh để chúng ta sẽ đăng tải lên truyền hình cho tất cả quý vị phụ huynh xa gần trên cả nước biết tới các họa sĩ tài năng của chúng ta. Oh.
chinh chinh khắp bể đầu hoa. Tùy. Trò chơi như thế này nhá. Tất cả những thí sinh ở trên sân khấu đứng tách nhau ra một chút. Ồ, đúng rồi, con đứng đằng trước mẹ, được rồi. Trò chơi của chúng ta rất đơn giản, chỉ việc làm theo hiệu lệnh của tôi mà thôi. Nào, các con và các bố mẹ nhớ này, chú Long bảo thế nào thì làm thế nhá. Nào, tất cả các thí sinh sẵn sàng chưa? Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Quà có chưa? Dễ không? Dễ không? Dễ không con? Quá dễ. Dễ không? Dễ không con? Dễ không con? Dễ không con? Thế thì ai chẳng làm được. Việc của tôi là gì? Khi tôi bảo ngồi xuống thì các bạn phải đứng lên. Còn khi tôi bảo đứng lên thì các bạn phải ngồi xuống. Đấy mới là điều tôi cần. Chứ còn nếu mà tôi bảo ngồi xuống ngồi luôn thì việc ấy quá đơn giản. Bây giờ sẽ là quà mà là không có chơi cái trò nhấp nhổm nữa. Không chơi kiểu là hiệu lệnh của MC người ta hô là đứng lên thì các bạn phải ngồi xuống. Và khi tôi không ngồi xuống thì các bạn phải đứng lên. Không có kiểu đứng lên thì lại. Cái này là không được đâu nha. Không chơi với cái người nhấp nhổm nha. Ở dưới đồng ý như thế không? Nào cổ vũ đông nào để tôi xem nó tặng quà cho ai nào. Quà đâu, quà đâu. Sao lại slow motion thế này nhỉ? Ok, quà đây rồi. Quà này à, được rồi, đây, nào, cổ vũ đi. Để tôi xem nào, đâu. Được rồi, đây, bạn này, rồi, đây, đưa một quà phần nữa đây. Đấy. Chị này, đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Đứng lên. Đi ra đây thì còn đứng vô tay, còn thua hết rồi. Bà Thu ơi, bà ra đây cho tôi nhờ. Nào, đề nghị cái đội thua đứng xuống thế này để tí tôi phát quà sau. Đứng lại dưới đi. Em, cho đội xuống dưới. Chuẩn bị đây. Vỗ tay, chuẩn bị. Tốt lắm. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Còn có hai người trên sân khấu thôi, hãy cổ vũ cho hai bà mẹ nào. Chuẩn bị. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi lên. Ngồi xuống. Rồi. Nào,
xin mời tất cả gia đình đã từng tham dự cuộc chơi đến đây. Rồi, chúng ta bạn là người về nhất. Gia đình này là về nghỉ. Hai ông bố áo bố với cả cô con bà gái này là về, về thứ ba. Nào, về ba ở đây, đúng rồi. Thứ ba đây. Được rồi, con đây. Đây, bố nữa. Rồi. Đây, đâu rồi? Đây của con đây. Đây của mẹ đây. Mẹ được. Ôi rồi, thiếu rồi. Đây của con đây. Đây của mẹ đây, có một con quà nữa đâu rồi. Ngày hội mặt trời đã khép lại với dư âm là những tiếng cười trong trẻo của các bé thơ. Xin chào đón và cảm ơn tất cả các bé đã đến và sẽ trở thành công dân mặt trời tại cộng đồng New Sun. Cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý phụ huynh. Cảm ơn sự phấn đấu, cống hiến không ngừng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, ưu việt cho trẻ em. Xin chào và hẹn gặp lại!